Chiều nay mình cho tròn ăn. Bị kẹt cái cơn mưa quá lớn nên là quay cho các anh em xem cái khu dưới này luôn. Ở dưới đây thì chủ yếu là những cái em tròn trưởng thành và đẻ một lứa. Đó là cái em đực. Nó chồm lên một cái là thấy là cao hết hồn, muốn đụng nóc luôn. Cao to, đen hôi nhưng mà không mập nha. Đây cũng vậy. Đây là cái màu, nó cũng là khá là đặc trưng của cái giống trồng cam. Cái màu giống như là nó bị cháy nắng rồi đó. Nó anh em thấy là nó ăn uống rất là mạnh. Cái khẩu phần ăn chiều của mấy em là chỉ đơn giản vậy thôi. Hai ba trái chuối với lại cái thức ăn viên hay gọi là cái cám viên của heo. Một ngày chỉ duy nhất một cử một. Đơn giản vậy thôi, không cần cầu kỳ, không cần phải nấu chín. Là không cần phải là cá này cá nọ. Cá thì chỉ là phụ thôi. Từng lần xiên thì tuần hai lần, ít khi nào xiên vậy lắm, có khi 10 ngày 2 tuần lần đó. Cái em này là nó ăn hết rồi đó. Cái cám viên nó còn thì tối nó ra, nó bò ra nó ăn dặm thêm tiếp, còn không thì vậy nó cũng đủ cái chất của nó rồi. Cái loài này là nó chủ yếu là nó ăn cái trái cây ngọt, trong đó chuối, thanh long, đu đủ, dưa hấu rồi đó. Đó. Bên cạnh đó thì mình dặm cái thức ăn viên cho nó bổ sung một số chất nữa là ok. Đơn giản vậy thôi. Đây là cái em cái nó cũng lên giống rồi, nó cắn phá cái đầu của nó ngay cái trán của nó là tróc lông luôn. Dài xuống cái khu này cho các anh em xem. Ở đây có con tròn mà nó sổng chuồng nữa nè, đi đâu cũng đi theo hết. Đó, tiếp tục là những cái em cái đã trưởng thành nữa nè. Nó có nhiều cái loại hậu bị, trong đó có loại 6 tháng 5 tháng là cái loại hậu bị nhỏ, và cái trưởng thành tức là 12 tháng trở lên, và cái đã đẻ một lứa. Cái đó là xếp vô hai cái đó là xếp vô cái dạng cái lớn. Cái anh em nào mà muốn cho nó phát triển nhanh, nó tăng đàn nhanh đó, thì mua những cái loại đó, loại cái lớn á. Còn baby thì mặc dù nó chi phí đầu tư nó thấp nhưng mà cái thời gian chúng ta rất mất thời gian. Nhưng cũng có một số anh em thì muốn được nhiều con, khi mà khởi nghiệp muốn được nhiều con đó thì mua cái hàng baby. Nói chung là tùy cái điều kiện cũng như cái nhu cầu, cái sở thích của mấy anh em muốn trải nghiệm ở cái phân khúc nào đó thì đầu tư cho nó hợp lý. Cái lưu ý đối với những anh em mà cho ăn cám viên á thì cái chế độ nước uống là nó phải dồi dào nghe nào. Ở đây mình gắn cái hệ thống dồi uống tự động, nó uống tính ra một tháng là nó uống tới mấy khối nước, bởi vì nó ăn cái cám viên thì nó uống nước rất là nhiều. Nó ban đêm nó xuống nó nút, mỗi một con nó nút chắc cỡ, mình nghĩ chắc cỡ một cái ly uống trà một ngày á. Và uống cái dồi tự động thì nó rất là sạch, rồi nó đỡ mất công phải thay nước. Nó trước mặt anh em là cái em cái lúc trước mình cần là 3,9 kg, nó chưa có bầu, nó là cái đã đẻ một lứa rồi, 3,9 kg. Thật ra thì 3,9 kg đối với giống trồng cam này thì nó cũng chưa gọi là bự, nhưng mà cái phọt cỡ đó thì nó sinh sản tốt. Nó anh em thấy đứng nó khòm khòm mà muốn đụng cái nóc luôn, nó bắt kéo ra là nó từ đầu tới đuôi chắc nó dài cái hơn thước. Đặc trưng của giống trồng cam là nó dài cao. Nó khẩu phần ăn của mấy em là nó như nhau, đều là thức ăn viên và chuối.
Tuy nhiên thì mỗi con tùy theo cái thể trạng, con lớn thì cho ăn nhiều, có thể thêm một trái, con nhỏ thì nó ít hơn. Và cũng điều chỉnh cái thức ăn viên nó tùy theo, mỗi ngày chúng ta thấy nó còn sót cái thức ăn viên nhiều á thì chúng ta bớt lại. Đó, trước mặt anh em thì cũng là một cái em cái nè, cái tơ. Nó nhìn cái đuôi nó dài, nó đen, sọc đen, mặt trắng, nhìn lanh.